chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình ngày 23 tháng 1 năm 2019 của Đài truyền thanh truyền hình huyện Trư Rút. Trong chương trình ngày hôm nay, mở đầu là bản tin thời sự trong huyện, phần cuối là chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý sau. Huyện Trư Rút tổ chức gặp mặt những người có uy tín trong vùng đồng bào thiểu số, Ủy ban Nhân dân huyện Chưa Sút tổng kết công tác nông lâm nghiệp năm 2018. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chưa Sút ra quân hưởng ứng phong trào làm sạch môi trường. Phần cuối chương trình là phóng sự. Người nông dân trồng gớt ở xã Nam Song gặp khó khi doanh nghiệp không thu mua. Sau đây là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 21 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Rút tổ chức gặp mặt người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Ông Phó Ngọc Ánh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã đến sự. Ông Vũ Văn Bính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ủy ban dân huyện báo cáo về tình hình kinh tế xã hội và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2018. Theo đó, hiện toàn huyện có 79 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với kinh nghiệm vốn hiểu biết của mình, đội ngũ những người có uy tín đã tích cực phát huy vai trò trong tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, phát huy tinh thần tự lực tự cường, phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong khu dân cư giúp đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương trong không khí ấm áp cởi mở tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo huyện đã biểu dương ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ những người có uy tín đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phát huy tinh thần đoàn kết, các đồng chí lãnh đạo huyện cũng mong rằng đội ngũ những người có uy tín sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy chính quyền và nhân dân, cùng cấp ủy chính quyền tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã tặng giấy khen cho 9 người uy tín tiêu biểu có những thành tích đóng góp quan trọng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018, đồng thời tặng quà Tết cho những người uy tín. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chư Rút vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến sự có ông Phan Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông, ông Võ Ngọc Ánh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Chư Rút. Trong năm 2018, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chư Sốt nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, đảm bảo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Theo đó, trong năm 2018, tỷ lệ giải quyết các tố giác tin báo về tội phạm đạt 92%, tỷ lệ giải quyết án của cơ quan điều tra đạt 92,5%, viện kiểm sát giải quyết đạt 96,3%, tỷ lệ án kiểm sát xét xử đạt 100%. Bên cạnh đó, viện kiểm sát nhân dân huyện Trư Sút đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng nâng cao chất lượng hồ sơ các vụ án hình sự, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, án điểm, tổ chức nhiều phiên tòa xét xử lưu động, rút kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tranh tụng cho kiểm sát viên. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào thi đua trong cán bộ công chức được tổ chức thiết thực, góp phần động viên cán bộ công chức trong đơn vị không ngừng nỗ lực phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành, xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh. Trong năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện chưa Sút sẽ tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ công tâm và bản lĩnh, kỳ cương và trách nhiệm. Đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả hai khâu đột phá mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đề ra, nâng cao chất lượng kiểm soát việc bắt tạm giữ, tạm giam nhằm đảm bảo việc bắt tạm giữ, tạm giam đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra việc tạm giữ, tạm giam oan sai quá thời hạn luật định. Ủy ban Nhân dân huyện Chư Rút vừa tổ chức tổng kết công tác nông lâm nghiệp tài nguyên môi trường năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chư Rút, ông Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chư Rút đồng chủ trì hội nghị. Năm 2018, huyện Chư Rút đã quyết liệt chỉ đạo các ngành, các địa phương thay đổi tư duy sản xuất từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy giá trị gia tăng, giá trị thu hoạch trên đơn vị diện tích đất canh tác làm thước đo kết quả sản xuất, tập trung liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp để tăng tính cạnh tranh làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất, chuẩn bị giống, vật tư, phân bón, theo dõi tình hình thời tiết, sâu bệnh hại để có những khuyến cáo tốt nhất cho quá trình sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị thu nhập, nâng cao ý thức cộng đồng. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 149.000 tấn, tăng 105% so với năm 2017 đạt 101% kế hoạch năm. Tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp năm 2018 chiếm 27%, đạt 100% so với kế hoạch. Các vụ vi phạm quản lý bảo vệ rừng tuy đã giảm hơn so với năm trước, nhưng mức độ vi phạm gia tăng. Trong năm, trên địa bàn xảy ra 25 vụ vi phạm lâm luật, giảm 5 vụ so với năm 2017. Tịch thu trên 53 mét khối gỗ tròn, xẻ các loại, xử phạt nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 137 triệu đồng. Đối với công tác tài nguyên môi trường, thì trong năm qua, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện đã hoàn thành việc lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, hoàn thành tốt công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng, thực hiện các công trình dự án trên địa bàn huyện, đẩy nhanh lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn xã Trúc Sơn và thị trấn E. Thể Linh. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia công tác bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Tâm Thắng và các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết các giao dịch về đất đai, toàn huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình với diện tích trên 4.198 ha. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian qua và bàn các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2019. Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đánh giá cao những kết quả mà ngành nông lâm nghiệp và tài nguyên môi trường huyện đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng đề nghị trong thời gian tới, các ngành chức năng và các địa phương cần gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu và bảo vệ thương hiệu, tăng cường tập trung quản lý có hiệu quả, quản lý chặt chẽ tài nguyên đất, khai thác hiệu quả tài nguyên đất rừng, thực hiện nghiêm việc cấp và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đẩy mạnh quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định, các phần đảm bảo ngành nông lâm nghiệp tài nguyên môi trường phát triển đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hội chữ thập đỏ huyện Chư Rút vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội chữ thập đỏ năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Về dự hội nghị có bà Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, ông Vũ Văn Bính, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Trong năm 2018, Hội chữ thập đỏ huyện Chư Sút đã đẩy mạnh các chương trình hoạt động của hội đến các hội và chi hội ở cơ sở và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Theo đó, Hội chữ thập đỏ huyện Chư Sút đã phối hợp với Đài truyền thanh truyền hình huyện tuyên truyền về các phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Mậu Tuất 2018, vận động được 4.294 xuất quà với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Hưởng ứng cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Hội chữ thập đỏ huyện Chư Sút đã vận động được 34 tổ chức cá nhân ủng hộ cho 70 địa chỉ với số tiền 134 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình cương với trị giá 85 triệu đồng, tham mưu cho Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện vận động hiến máu được trên 1.208 đơn vị máu đạt 107% chỉ tiêu với hơn 2.000 lượt tình nguyện viên đăng ký tham gia. Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Văn Bính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào của Hội chữ thập đỏ huyện Chư Rút trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, huyện hội cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt việc vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt là trong dịp Tết kỳ hợi năm 2019 sắp tới, làm tốt công tác xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phong trào Hội chữ thập đỏ và hiến máu tình nguyện. Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông và Ủy ban nhân dân huyện Chư Sút đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2018. Vừa qua, tại trường mẫu giáo thị trấn e Linh, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm cấp tỉnh năm học 2018-2019 tại đây đội ngũ giáo viên hiệu trưởng các trường mẫu giáo mầm non trong toàn tỉnh đắk nông đã được tham gia các hoạt động về giáo dục âm nhạc và giáo dục thể chất do giáo viên và các cháu học sinh trường mẫu giáo thị trấn e tờ linh thực hiện các hoạt động này đã thu hút trẻ tham gia tích cực giáo viên xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động đều dựa trên nhu cầu hứng thú và hiểu biết của trẻ đã đem lại cho cán bộ quản lý giáo viên có một cách nhìn mới trong áp dụng các phương pháp dạy học tích cực ở các trường mầm non trường lãnh đạo phòng dục đào tạo hiện cư rút giao cho đăng cai về cái chuyên đề này thì chúng tôi đã có những cái sự chuẩn bị như thứ nhất là chúng tôi huy động cái lực lượng trong đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên của trường về cái công tác là huy động phụ huynh tài trợ về cơ sở vật chất cũng như cái trang thiết bị và một số cái đồ dùng cần thiết yếu để chuẩn bị cho các cháu như là các cái góc truyền thống của địa phương rồi trang trí chủ đề tết và mùa xuân và đặc biệt là các quý vị phụ huynh có học sinh học trên trường họ đã rất là nhiệt tình ủng hộ và tài trợ cho chúng tôi thứ nhất về cơ sở vật chất thứ hai là về tinh thần để chúng tôi xây dựng một cái môi trường thật sự là trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm về cả về môi trường xã hội lẫn môi trường vật chất ngoài hai hoạt động giáo dục âm nhạc và giáo dục thể chất cho các em học sinh thì trường mẫu giáo thị trấn e linh còn tổ chức các gian hàng văn hóa truyền thống của các địa phương và lễ hội và mùa xuân để các em học sinh tự cảm nhận và chủ động với các hoạt động đặc biệt là trong những ngày tết đến xuân về qua đó giúp các em học sinh trải nghiệm và hiểu biết hơn văn hóa truyền thống của dân tộc việt nam nhìn chung hoạt động chuyên đề trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đòi hỏi xây dựng được môi trường trong và ngoài lớp an toàn mang tính thẩm mỹ phù hợp với nhu cầu hoạt động của trẻ sân trường rộng sạch thoáng mát có cây xanh có góc thiên nhiên có khu vui chơi cát nước khu vực chơi trò chơi dân gian trò chơi phát triển vận động sân an toàn giao thông đặc biệt để thực hiện thành công lấy trẻ làm trung tâm thì luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa cha mẹ cộng đồng với nhà trường trong chăm sóc giáo dục trẻ chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên, tạo môi trường sư phạm đa dạng, phong phú, hấp dẫn phù hợp với đặc thù cấp học mầm non. Được sự ủy quyền của sở giáo dục và đào tạo uh, cho phòng giáo dục và đào tạo huyện cư rút tổ chức cái uh, chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm uh, địa điểm trường đăng cai thì tại trường mẫu giáo e Ninh nhằm cái mục đích là để nâng cao chất lượng uh, dạy và học và để cho trẻ có có tính tư duy sáng tạo năng động và hiệu quả học tập của trẻ thì được cao và giáo viên được chủ động trong mọi cái cái cái, cái tiết dạy của mình để xây dựng cái tiết dạy thật là tốt để nâng cao chất lượng dạy và học cho trẻ việc xây dựng chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đã tạo được hiệu ứng hiệu quả tốt và đây là mô hình điểm để các trường mẫu giáo mầm non trên địa bàn toàn tỉnh học tập và nhân ra diện rộng để môi trường giáo dục mầm non phải tạo được nhiều không gian mở khuyến khích trẻ vui chơi học tập phát huy tính chủ động sáng tạo cho trẻ Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Rút đã tổ chức ra quân hưởng ứng ngày Phụ nữ Chư Rút chung tay vì môi trường tại 8 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Hưởng ứng ngày phụ nữ chưa rút chung tay vì môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Rút đã ra quân hưởng ứng với nhiều hình thức phong phú đa dạng như phát động ra quân tổng vệ sinh thu gom rác thải, làm sạch vệ sinh môi trường ở các thôn, bon buôn tổ dân phố trên địa bàn huyện. Tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu với nội dung tuyên truyền phụ nữ chung tay vì môi trường, triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên phụ nữ về ý nghĩa và tầm quan trọng của môi trường đối với sự sống của con người, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ và gia đình thu gom rác và các loại chất thải đúng nơi quy định, xây dựng mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường trong hội viên phụ nữ. Với cái phong trào và cái lối sống bây giờ là toàn dân, phải là thực hiện chị em phụ nữ là kể cả trong các cuộc họp chúng tôi vẫn cứ phải triển khai cho chị em là 503 ba sạch, sạch thế rồi thì là các cái công các cái ngày lễ lớn hoặc là kể cả những bình thường hàng tháng hoặc hàng tuần nếu mà thấy đường làng ngõ xóm mà nói là chị em chúng tôi vẫn cứ phải là đi dọn vệ sinh cái, 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 cái nếp sống bây giờ là đường xá xanh xanh đẹp trồng cây rồi thì ấy, dọn dẹp vệ sinh cho nên chị em chúng tôi là luôn luôn là thực hiện tuyên truyền vận động chị em trong thôn xóm đẹp trong đẹp, tri hội từng làng ngõ xóm bây giờ là đều là sạch sạch đẹp cả vẫn là do bàn tay chị em phụ nữ của chúng tôi ấy, kết hợp với ban tự quản các ban ngành trong thôn để dọn dẹp không phải như trước là có nghĩa là mình cứ phải đến ngày lễ lớn như bây giờ là hàng tháng. Để hưởng ứng ngày phụ nữ chưa rút chung tay vì môi trường, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chưa Rút đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở hội thành lập và duy trì có hiệu quả các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, vận động các hộ gia đình tích cực trồng hoa, cây xanh trước nhà hoặc ven đường, tham gia bảo vệ cây xanh tại các khu dân cư, hạn chế sử dụng túi ni lông khi đựng thực phẩm, khi đi chợ thực hành tiết kiệm điện nước trong tiêu dùng thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại hộ gia đình tích cực tham gia vào các mô hình câu lạc bộ bảo vệ môi trường tại địa phương từ đó vận động hội viên và người dân từng bước thay đổi hành vi phong tục tập quán lạc hậu ảnh hưởng đến môi trường sống có ý thức sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên bảo vệ và cải thiện môi trường vì sự phát triển bền vững là một hội viên phụ nữ thì tôi thấy là cái công việc là rất là có ý nghĩa nó à, mang lại môi trường sạch sẽ rồi là vận động được nhiều chị em tham gia để mà giữ môi trường luôn sạch sẽ cho thôn xóm và cả xã nữa Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Rút sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Các cấp hội đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ môi trường có hiệu quả, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức tuyên truyền chị em hội viên nói riêng và người dân nói chung. Từ đó phát huy vai trò trách nhiệm, sự phối hợp của các cấp hội và các ngành chức năng trong triển khai công tác bảo vệ môi trường gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch hưởng ứng cái ngày 19 tháng 1 hàng năm do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động là ngày phụ nữ đắc nông chung tay vì môi trường thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Rút đã xây dựng kế hoạch và triển khai tới 8 trên 8 cơ sở hội. Và đúng 8 giờ ngày 19 tháng 1 thì đồng loạt tất cả các chi hội đều ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Đấy và cũng để mừng xuân kỷ hợi năm 2019 thì cán bộ hội viên phụ nữ cũng tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường và cũng nhằm thực hiện tốt cái cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch và qua cái hoạt động này thì cũng nâng cao cái nhận thức của cán bộ hội viên và nhân dân để bảo vệ môi trường và thực hiện tốt cái cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch hưởng ứng ngày phụ nữ chưa rút chung tay vì môi trường của hội liên hiệp phụ nữ huyện chưa rút đã góp phần dần thay đổi hành vi của người dân trên địa bàn trong việc bảo vệ môi trường đặc biệt là vai trò của hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương Ngày 21 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thị trấn E Tử Linh tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019. Tại buổi gặp mặt, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị trấn Linh đã động viên thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của thế hệ cha ông đi trước, không quản ngại khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, có phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong buổi gặp mặt, các bậc phụ huynh của các thanh niên cũng đã nêu lên những tâm tư nguyện vọng khi con em họ hoàn thành nhiệm vụ quân ngũ trở về địa phương và kỳ vọng rất nhiều vào thế hệ trẻ sẽ nối tiếp truyền thống của cha ông đi trước. Với tình cảm chân thành, sự chia sẻ sâu sắc của các ủy chính quyền địa phương đã tiếp thêm tinh thần và nghị lực cho các thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nằm trong chương trình thắp sáng làng quê và chuẩn bị đón xuân kỷ hợi 2019, sáng ngày 21 tháng 1, các đơn vị kết nghĩa với buôn nuôi xã Tâm Thắng đã trao tặng bóng điện chiếu sáng cho bà con trong buôn. Theo đó, các đơn vị kết nghĩa sẽ lắp ráp và đầu nối hệ thống điện đường chiếu sáng có chiều dài hơn 2 km với 18 bóng điện chạy dọc các tuyến đường nội buôn. Tổng kinh phí gần 25 triệu đồng trích từ nguồn quỹ đóng góp của 8 đơn vị kết nghĩa với buôn nuôi. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của các cấp các ngành đối với bà con buôn nuôi nhân dịp Tết đến xuân về. Những đường dây được đầu tư mới, những con đường được thắp sáng giúp người dân đi lại thuận tiện vào ban đêm và góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong buôn. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, sản phẩm từ gấc đang là nguồn nguyên liệu chính được sử dụng trong việc chế biến tinh dầu dược liệu và sản xuất các loại thực phẩm được thị trường ưa chuộng. Cây gấc dễ trồng, dễ chăm sóc, lại cho năng suất cao nên người dân ở xã Nam Rong đã phát triển được 5 hecta. Tuy nhiên, đến khi thu hoạch, đơn vị ký kết bao tiêu không thu mua sản phẩm. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người nông dân. Theo người dân, gấc là loại cây trồng lâu năm sống ở tất cả các vùng địa hình phức tạp, không kén đất trồng, dễ chăm sóc. Quả gấc thu hoạch được sử dụng từ vỏ đến hạt. Đây là nguồn nguyên liệu chế biến các loại thực phẩm, dược phẩm rất tốt cho cơ thể, hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến thị giác và hệ thần kinh. Quả gấc cũng được các nhà khoa học Mỹ coi là loại quả tới từ thiên đường. Với diện tích mặt ao hơn 5 sào, gia đình ông Lê Văn Tự ở thôn Tân Bình, xã Nam Song đã có cách khai thác tối đa hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị sản xuất. Dưới ao, ông tự thả nuôi các loại cá mè, cá trôi, rô phi, mỗi năm thu hoạch khoảng 10 tấn cá. Theo ông Tự, thì so với các vùng trồng khác, cây phát triển tốt, đảm bảo chất lượng quả thu hoạch. Đặc biệt, việc tận dụng diện tích mặt ao để trồng gớt mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân, tiết kiệm chi phí đầu tư, có phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Bây giờ chúng tôi làm thế này, nè. Là mình không có thể dùng các cái thứ thuốc để mà thiệt hại được cái nọ mất cái kia được tôi phải làm ra những cái thứ thuốc được cả hai mặt ở trên tôi vẫn có nguồn thu không độc hại thứ hai ở dưới ao tôi không bị thiệt hại từ con cá ảnh hưởng đến môi trường cái này thì trong cái quá trình như thì làm thì nó cũng nói chung là cũng phải đi học hỏi rồi mình những người thân quen người ta cũng chỉ bảo có những người người ta cũng giới thiệu cho để mình làm mình ăn cái cái cái, cái chất dầu của mình ăn nó đảm bảo cho sức khỏe cho gia ở huyện Chư Sút, cây gốc đã được người dân trồng phổ biến từ năm 2013 với diện tích khoảng 40 ha, năng suất bình quân khoảng 25 đến 35 tấn trên 1 ha. Năm 2018, người nông dân xã Nam Song đã đưa vào trồng 5 ha gốc, diện tích tập trung nhiều ở các thôn 11, thôn 16, thôn Tân Ninh và thôn Tân Bình. Đầu năm 2018, người dân xã Nam Rông đã liên kết với hợp tác xã nông lâm nghiệp Nam Hà, thu ứng giống và bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch với giá từ 6 đến 7.000 đồng một kg. Được đầu tư chăm sóc chu đáo nên cây gốc sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất cao. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi lo lại tới, khi toàn bộ sản phẩm đến thời kỳ xuất bán mà hợp tác xã nông lâm nghiệp Nam Hà lại không thu mua. Trước thực tế này, người nông dân phải phá bỏ toàn bộ diện tích gốc của gia đình để chuyển sang các loại cây trồng khác. Trên địa bàn xã Nam Dòng thì có bốn thôn, gồm thôn Tân Bình và thôn 11, và thôn Tân Bình và thôn 16 trồng mô hồi gốc thì diện tích khoảng độ 5 hecta cuối 2018 này bà con đã chặt hết thì cái diện tích kia. bởi vì hiện nay là hiệu quả rất cao mà trong đó là bà con này, này À, không ai thu mua cho bà con cho nên bà con này tự chặt bỏ. thì à, tôi đề nghị với lực cơ quan này, chức năng với hơn nữa là à, hợp tác xã Nam Hà thì cố gắng làm sao là này, này là khôi phục lại với diện tích gốc ở trên địa bàn xã Nam Rồng trong thời gian tới. Này. Có thể nói việc sản xuất nông sản tự do không theo kế hoạch khiến các hộ nông dân ở địa phương phụ thuộc vào một vài thương lái cố định khi biến động thị trường xảy ra, thương lái không tới, người nông dân không biết bán cho ai. Đây là nguyên nhân và cũng là bài học cho việc dự báo thị trường. Sản xuất phải gắn với thị trường. Nếu sản xuất không chịu theo tín hiệu thị trường thì người sản xuất phải lãnh đủ hậu quả. Bài học từ xã Chư Cửa Nia khi người nông dân khóc dở, méo dở với cây sâm đương quy, nay lại thêm cây gấc ở xã Nam Song và đến lúc các cơ quan chức năng phải vào cuộc một cách quyết liệt để giảm thiểu rủi ro cho người nông dân. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình huyện Chư Rút ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.